Sân số 1, nội dung đơn nữ, Dainadia Justin Indonesia đấu với Shiori Saito Nhật Bản. Trọng tài chính Mai Lan Yên Việt Nam. Trọng tài giao cầu Phạm Anh Hào Việt Nam. Thank you.
9 rồi, khoảng cách đang được rút ngắn, xuống còn 2 điểm. Người đang bắt cầu. Số 21.
người. Mọi người nghĩ đâu bắt cầu. Ui, cha đặt cầu rất cắt. Vâng. Nhưng mà cầu ngoài sân. Điểm cho Triều Tiên. À, điểm. Điểm cho Đài Loan. Huyền thấy pha đập cầu của Devon Mendo rất là hiểm nha. Và những cái chỗ hiểm, nhất là mọi người, rất khó đỡ luôn. Đấy mà không cạch thì nó sẽ qua lưới. Cái nhẹ nhàng đấy.
64 điểm cho Indo. Trên dưới đã giành hình điểm cho tay vợt người Indo 17-16 rồi. Chờ đón xem set đấu thứ hai nha. Huyền sẽ quay ngay sau đây.